Tôi đang ở cầu Long Biên. Và điều kỳ lạ nhất là có một cái đảo ở giữa cầu này, có một đàn trâu đang bơi. Này, đây nhá. Không hiểu tại sao nó ra được đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 con trâu. Và chưa kể đây lại có dê đây này, dê này. Và kia ở đây đấy, chỗ kia cũng có mấy con trâu nữa này. Không hiểu nó bơi là sao ra được đây nhỉ? Hay là ai đem ở đây chăn? À, để ý thì giữa kia có cái chòi kìa. Chắc là ai đấy cho thuyền ra đây để thả trâu ở đây rồi. Thả trâu đây chả ai bắt được, chả ai làm gì được. Lại vừa được tắm vừa được ăn cỏ. Quá sướng luôn.